chấm bài này, chị mấy chị đang xem chấm bài giúp em để lên tặng nha mọi người nhá. Hôm nay tặng tới bến luôn này các chị luôn này. Hello mọi người, vì là trưa nay em không bán được mấy á, hôm nay trưa nay em buồn ngủ không bán được mấy nên là tối nay mới bán luôn đây luôn nha mọi người, lên luôn cho em này. Em không ăn xe để về mà chơi đi đi, thôi về đi. Tôi lên xem đầu like con này em tặng luôn này. Các chị hôm nay đã nghe máy hết chưa vậy? Chào chị Dương Thùy, chào chị Vân Anh Lê, chào các chị nha mọi người nhá. Rồi lên cho em con này mã số lên là 01 bán luôn nha các chị nha, để mọi người không phải đợi này nhá mọi người nhá. Thường thường em vào em sẽ bán luôn, không các chị mất công các chị đợi. Rồi con này lên cho em 01 này, size từ 15 cân đến 30 cân cho em tặng này, 19.000 một cái luôn. 19.000 một cái sơ mi theo nhá mọi người. Lên cho em con này là 01 này, 19.000 áp dụng chia sẻ like cho em. Đấy, hôm nay có vẻ là có tương tác hơn một chút rồi, bếp hôm nay có tương tác hơn một chút rồi. Rồi ok, 01 19.000 đồng cho em nha mọi người ơi. Áp dụng chia sẻ like, chấm bài, thả tin, thả like và chia sẻ like cho em để được săn sale nha mọi người nhá. 01 15 cân đến 30 cân này, 4 đến tầm 8 tuổi quay lại mang vừa cho em. Áo của nó phần này là theo nhá mọi người, toàn bộ ở đây là theo này. Đó, chất đuổi cho em. 01 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn nha các bác nha. 01 cho em 19.000 một cái luôn. 19.000 một cái cho em nhá mọi người nhá. Sơ mi này rất là xinh. Nhận hàng rồi rất vừa ý luôn. Cảm ơn chị Thắm Nguyễn nhá. Cảm ơn các chị này. Rồi mọi người ơi, chấm bài lên giúp em nhá mọi người ơi. Chấm bài và chia sẻ like lên giúp em nhá. Mỗi chị cho em xin tương tác lấy 1 đến 2 lượt chia sẻ like ở trên trang cá nhân này, trang hỗ trợ cho em này nha mọi người nhá. Rồi ok này, Mai Phương Nguyên có 01 rồi ok. Trần Lý 01 ok này. 19.000 một cái cho em nha mọi người. 19.000 một cái cho em sơ mi bé này. Size 15 cân đến 30 cân em có size nhá mọi người nhá. Đây mặc sơ mi vào cho em rất là đẹp luôn. 01 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn này. 30 cân quay đầu thôi. 30 cân quay đầu cho em 19.000 thôi nhá mọi người nhá. 19.000 một cái. 19.000. Mai Phương Nguyên có rồi, Hà Nguyễn có 01 rồi ok này. Bảo Trân 01 ok này. 19.000 đồng cho em nha mọi người. Trần Hoa có 01 này. Rồi Nguyễn Huệ Nguyễn 01. Các chị yêu cố gắng lên cân nặng cho em với nha mọi người nhá. Cố gắng lên cân nặng giúp em để có size luôn nhá mọi người. Tại vì cái hàng lẻ size như thế này nó sẽ không có nhiều. Nên là các chị yêu lên luôn cân nặng cho em với và chia sẻ like giúp em nha. Rồi Phạm Linh Đan có 01 dân cao 01 rồi ok này. 01 19.000 một cái bao kiểm hàng luôn cho em nhá mọi người. Kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán cho em 19.000 một cái luôn 01 nhá. Trần Tâm có rồi ok nhá. Xếp bộ bé gái 32 cân có. Bé gái 32 cân xếp bộ ấy hả? Bộ hè hay bộ đông ấy chị? Bộ hè hay bộ đông? Rồi mã số tiếp theo lên cho em này. Rồi mã số tiếp theo lên cho em 02 này. Mọi người ơi, chia sẻ like cho em với nhá mọi người nhá. Rồi lên cho em bộ bộ số này, mã số 02. Ui, tự nhiên tối đấy. Rồi lên cho em bộ số này, mã số 02 này. Con này có size tầm 15 cân đến 18 cân cho em nhá. 02 này. Bộ số 15 đến 18 cân cho em 3 đến 5 tuổi mang vừa bộ số, nó là quần ngố nha mọi người. Em tặng đầu like cho các chị luôn 39.000 một bộ luôn. 39.000 đồng một bộ cho em có màu nâu và màu đen này. 02. Lên con này cho em bộ này là 02 cho em nhá. 39.000 một bộ. Đấy, mua ở đâu được cái này 39.000. Em tặng các chị luôn. Cơ các chị chỉ cần comment đúng mã hàng kèm cân nặng kèm số điện thoại cho em là có đơn nhá. Yên cho mình bán hàng là ồn quá. Rồi ok, 02 nha mọi người, 39.000 một bộ số này, 15 cân đến 17 cân để 3 đến 5 tuổi mang vừa cho em bộ số này. Số của nó là quần ngố nha mọi người nhá. 01 có 19 cân nha mọi người. Mấy cân 27 cân đâu chị ơi? Mà bộ 02 này em chỉ có size 17 cân quay lại, các chị yêu nghe rõ cân nặng này. 17 cân quay lại cho em bộ số này nhá. 39.000 một bộ cho em 02 đi. Thu Hiền 01 rồi. 02 nhá, 02 nhá, nhớ là 5 tuổi 17 cân quay đầu cho em này, màu đen với màu be với màu đen nhá. 02 có 39 nhá một bộ thôi em tặng các chị. 17 cân quay đầu cho em. Đó, nó là bộ rút dây và có hai kiểu nha mọi người nhá. Nó là một kiểu này, phần nào áo này là crop top cho em này, còn phần này là rút dây này. Không lựa kiểu còn được lựa màu, được lựa màu các chị yêu nhá. Rồi 02 39.000 một bộ cho em, 15 cân đến 17 cân em có size này. Đẹp quá, bộ này đẹp lắm. Mặc lên rất là tôn dáng mà. Cái này chân cốt tông nhá mọi người, rất là thoải mái. Mọi người ơi, nghe rõ cân nặng nào. 02 kèm cân nặng em chỉ có size từ 15 cân đến 17 cân thôi ạ. 15 cân đến 17 cân cho em nha các chị nhá. 15 cân đến 17 cân 02 39.000 một bộ. 02. Đúng rồi. Rồi đúng rồi, 02 kèm cân nặng cho em 17 cân tầm 5 tuổi quay lại thôi nhá mọi người nhá. Cái
100% luôn cho em, đảm bảo chắc cho các chị là thấm hút mồ hôi rất là nhiều. Mọi người được kiểm tra hàng trước khi nhận. Nhà em hàng 39.000 giống hệt hàng 180.000 ở ngoài shop luôn. Toàn bộ hàng nhà em đang bán là hàng shop chứ không phải hàng chợ nha mọi người nhá. Các chị được kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận cho em. Rồi áp dụng chia sẻ like cho em nào. Rồi 0239.000 một bộ nha. 0239.000 cho em. Cái bộ này có hai gì em? Rồi tiền lên tiếp em tặng bộ này cho các chị luôn này. Rồi lên tiếp cho em bộ này cũng tặng luôn 03 này. Mọi người ơi, áp dụng chia sẻ like để được chốt sale nha. Mọi người nhớ là phải chia sẻ like cho em để không bị ẩn comment nữa nhá. Tại vì em sẽ bây giờ comment nó nhiều rồi em cũng không đọc kịp hết. Thì các chị cố gắng chia sẻ like 1 đến 2 lượt cho em để không bị ẩn comment nhá mọi người. Rồi lên cho em bộ cộng này. Bộ cộng cho em này, form này có size từ 12 cân đến 20 cân cho em này. 12 cân đến 20 cân bộ nai nhé mọi người. Cái này bộ này trai gái đều mặc được. Vì cái form này là chất cốt tông này. Màu hồng thì bé gái mặc cho em nhá. Còn màu vàng thì là bé trai mặc cho em này. Rồi con này lên cho em là 03 đi ạ. 03 nhá, 03 bộ này em tặng các bác này 29.000 một bộ. 29.000 đồng áp dụng chia sẻ like cho em 03 bộ này. Bộ nai nhé mọi người, chất đẹp lắm. Cái này chất cốt tông 100% luôn cho em này. Chất rất là phê luôn nhá mọi người nhá. 03 size 12 cân đến 20 cân, tầm từ 2 đến 4 tuổi em. 2 đến 4 tuổi mang vừa cho em bộ này. 2 đến 4 tuổi 29.000 một bộ cho em bộ này nha mọi người nhá. 03 đi, 03 nhá. Mình nhận đồ cho bé rồi, đẹp mà rẻ, chắc đẹp lắm. Cảm ơn chị An Nhiên nhá. Rồi ok này, 03 con này lên cho em là 03 29.000. Màu vàng thì bé trai mặc này, còn màu hồng thì bé gái cho em này. Đó, rất là xinh luôn mà có 29.000 một bộ thôi, hoan hỉ em tặng nhá. 03 size 20 cân quay đầu, 12 cân đến 20 cân quay đầu cho em 39.000 một bộ cho em nhá. Quần jean đùi em áo 19 cho này, áo thế chất cốt tông nữa. Rồi bây giờ jean đùi rồi ok. Rồi 03 kèm cân nặng cho em nào các tình yêu ơi. 03 kèm cân nặng và kèm số điện thoại nha mọi người. Nhớ đi đơn trên 100.000 đồng giúp em nha. Đi đơn trên 100.000 đồng cho em với. Các chị chia sẻ like để không bị ẩn comment nhá. 03 19.000 à 29.000. Ơi lên màu đi ạ. Lên cân nặng kèm màu, em cho lượng màu, các chị lên cân nặng kèm màu nhá. Sale tặng cho em có bao nhiêu ạ? 29.000 một bộ tặng đầu like cho các bác luôn. Rồi đầm ở sau đầu em xíu nhá mọi người nhá. Đầm nhà em chỉ có mấy chục đến 100.000 thôi là cao lắm rồi, nên các chị yên tâm cho em. Rồi 03 kèm cân nặng kèm màu này. Đó, màu vàng hoặc màu hồng nha mọi người nhá. 29.000 một bộ cho em, size 20 cân quay đầu cho em. 20 cân quay đầu, 12 cân đến 20 cân cho em, tầm 2 đến 4 tuổi mang được nhá. Chất cốt tông đẹp lắm các chị ạ. Chất cái này giống hệt cái chất cái gì nhỉ? Chất xuất hàn đấy, nó giống hệt cái chất xuất hàn đấy. Rồi nha, gửi đầu rồi, nếu có nhân viên gọi chốt đơn là gửi đầu rồi đấy các bác nhá. Tôi chị nào đấy thì comment cho em 03 nhé mọi người nhá. Còn sót còn sai. Chị Tường Vi lên số điện thoại đi chị ơi, còn sót sai từ 10 cân đến 20 cân coi này. Quần sợ thế thôi ạ. Rồi quần rồi lên cho em một cái quần váy này. Quần váy cho em nhé, mã số tiếp theo này. Rồi mã số tiếp theo lên cho em quần váy này. Size quần váy là 30 cân đến 45 cân à. Rồi lên quần váy cho em nhé mọi người ơi. Quần váy cho em mã số 04 này. 04 cho em quần bò váy nhé mọi người nhé. Tường Vi lên số điện thoại chị ơi. Tường Vi lên số điện thoại kìa. Rồi lên quần váy cho em mã số lên là 04 này. Size 30 cân đến 45 cân cho em quần váy nhé. 69.000 một cái quần váy luôn. 69.000 một cái quần váy cho em lên. Con này lên là 04 cho em nhé mọi người nhé. 04 69.000 đồng cho em này. Đó rất là xinh luôn ạ. Quần váy em có hai lớp này, bên trong là một lớp quần. Quần váy lên là 04 đi ạ. 04 nhá, 69.000 cho em quần bò váy chất siêu siêu mềm hàng tàu cho em. Cái này hàng tàu nha mọi người, chất nó co giãn mặc rất là thích luôn, mặc hệt giống như quần cốt tông. Các chị ơi cố gắng chia sẻ like để không bị ẩn comment nha cho em nhá. Để được cho săn sale nhá mọi người. Rồi cái này lên cho em mã số lên là 04 này. 04 nha, 69.000 một cái quần váy cho em nhá. Cái con gấu này là phụ kiện tặng kèm, nhưng mà có những cái là quần nó không có đâu mọi người nhá. Nó ngẫu nhiên từng quần thôi nhá mọi người. Rồi cái này lên là 04, 30 cân đến 45 cân quần váy em có 69.000 thôi ạ. 69.000 đồng cho em, comment là 04 cho em nhá mọi người. Áp dụng chia sẻ like đi. 04 kèm cân nặng cho em này. Nó rất là xinh luôn. Rồi chị nào lấy 04 thì comment cho em 04 quần váy cho em 69.000 một quần. Size to đùng luôn. 30 cân đến 45 cân em có size nhá. 30 cân đến 45 cân em có size, comment cho em là 04 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn nha mọi người. Rồi ok, 04 cho em.
Quần váy là 04 nha. 04-69 nghìn nha mọi người nhé. Đẹp nhờ. Cái quần này là hàng tàu nha mọi người ơi. Cái này hàng tàu của em để chất là to giãn mà rất là thích luôn nhá. Mặc hệt như quần cốt tông luôn cho em ấy. Mặc thoải mái lắm. Đây này, cái này to giãn này. Mặc rất là thích luôn, không lựa kiểu đâu. Cái này nhà em có... Em lên cân nặng đi các chị ơi. Mọi người ơi, lên cân nặng cho em với nào. Các chị yêu lên cân nặng cho em với nhá. 0469 nghìn đồng một quần cho em nhá. 69 nghìn đồng cho em 04 nha mọi người nhá. 04 á, 04 đúng rồi. Comment cho em là 04 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em 69 nghìn đồng này. Rất là xinh luôn, 69 nghìn đồng cho em 04 quần váy nha, 30 cân và 45 cân. Mềm đẹp lắm, con nhà chị thích mặc có size, chị lấy mấy cái nhá. Có size gì, chị là size bao nhiêu cân? Cái này em có size 30 cân và 45 cân cho em nha các bác nha. 30 cân và 45 cân, quần đẹp dã man luôn đấy, các chị không mua cái này hơi phí ấy. Có 69 nghìn một cái thôi, trong Tết em đang bán 89 nghìn đấy. Ra đầu năm này thôi Hoan Hỷ tặng các em nên là bán 69 nghìn một cái thôi nhá. 30 cân để 45 cân cho em. Mã số cho em là 04 nhá. Lúc chưa chốt ba bộ 09 để chị đến để chị đặt lại. Trần Thu Thảo có nhân viên gọi chốt đơn là có đơn rồi nhá. Chị đặt lại đi chị Thu Thảo nhá. Rồi 04 69 nghìn đồng cho em này. Rồi quần short còn size gì đấy? Không có size 25 đâu các chị ơi. Size 30 cân để 45 cân nha các chị ơi. Rồi đây, nếu như các chị muốn mua size nhỏ thì các chị mua sang quần short bò đây này. Quần short size 10 cân đến 20 cân này. Quần short em tặng 49 nghìn một cái quần short cho em nhá. Rồi nếu như các chị mà không có size quần váy thì các chị chuyển sang quần bò, quần short cho em nhá. Quần short em tặng các chị 49 nghìn một cái thôi. Vì là thôi đánh tính 50 đi cho nó, đặt cho nó dễ đọc nhá. 05 50 nghìn cho em này. Quần váy size 10 cân đến 20 cân cho em, tầm từ 2 tuổi 2 đến 5, 6 tuổi quay về mang vừa cho em nhá. 05 chứ đúng không? 05 50 nghìn cho em nha mọi người nha. 05 quần váy 50 nghìn cho em này. Đó, 05 còn 50 nghìn thôi, không lượng kiểu đâu. 05 10 cân đến 20 cân. Còn cái quần váy thì có size từ 30 cân trở lên là to rồi. Thì các chị mua cái size nhỏ này cho em này. Đó, có quần size nhỏ không ạ? Quần short bò em chỉ có size từ 10 cân đến 20 cân là size bé nhất rồi ấy. Còn không có cái size nào bé hơn luôn ấy. 10 cân đến 20 cân cho em 05 50 nghìn cái nha mọi người, chất mềm lắm. Trời ơi, nó mềm như thế này các chị nhìn này. Có điện thoại nên là bên em mới nhờ chị là đặt lại đi à. Trần Thu Thảo vào đặt lại cho em nhá. Trần Thu Thảo vào đặt lại cho em. Rồi ok, 05 50 nghìn cho em size 20 cân quay đầu, không có 25 cân. 10 cân đến 20 cân em có size 05 50 nghìn một cái nha mọi người. Chất bò giấy này, hàng tàu cho em rất là đẹp, có 50 nghìn cái tặng. Tặng hết đi. Trong nó hết luôn đi. Rồi ok, chị nào lấy thì comment cho em là 05 50 nghìn nha mọi người nhá. 50 nghìn một cái. Trời ơi, một cái quần bò có 50 nghìn là không lựa kiểu đâu nhá. Size từ 2 tuổi đến 5 6 tuổi quay lại, 05 2 đến 4 tuổi. 2 đến 4 tuổi cho em 05 ạ. Comment là 05 quần short là 05 50 nghìn kèm cân nặng đi. 05 kèm cân nặng, con gái nhà em mặc cái đẹp lắm. Rất là đẹp luôn nhá. Em comment vậy là có đơn không chị? Có, cứ comment đúng mã hàng này kèm cân nặng cho em nhá. Bé ngoan không cần em đọc chỗ đơn đâu các chị, vì comment nó khá nhiều ấy, em đọc không kịp. Nên là các chị cứ comment mã hàng kèm cân nặng kèm số điện thoại theo cú pháp em ghi ở bên dưới là ok, có đơn nha các bác nha. Tương tác thả tim thả like, chia sẻ like cho em để không bị ấn comment giúp em nhá. Rồi 05 của 50 nghìn một cái này, không đẹp không lấy tiền luôn các chị nhá. 280 bây giờ tặng 50 nghìn một cái hàng tàu ấy nhá. Cái này quần này là hàng tàu chứ không phải hàng Việt Nam đâu nhá mọi người nhá. Đấy các chị sờ về sờ chắc là biết thôi, mặc nó sướng lắm. Các chị được kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận. Em còn có size đến 20 cân em mới xả tặng 50 nghìn. Chứ bình thường cái quần này không ngoài không có giá 50 nghìn luôn ấy. Nói thật em nhập cũng không được 50 nghìn luôn đấy mọi người. Rồi chị nào lấy thì comment 05 50 nghìn size 10 cân đến 20 cân. Nghe em rõ đọc, nghe em đọc rõ cân nặng cho em nhá. Nghe em đọc rõ cân nặng cho em này. 05 50 nghìn, 50 nghìn cái, 10 đến 20 cân, 10 đến 20 cân, 2 đến 4 tuổi mang vừa cho em. Áp dụng chia sẻ like nha mọi người. Rồi ok, mã số tiếp theo cho em này. Rồi lên cho em tặng cái này. Mã số tiếp theo lên cho em này. Quần số nha mọi người ơi. Quần số cho em này. Mã số tiếp theo này. Quần số size 20 cân đúng không? Rồi lên quần số này. Mã số tiếp theo cho em 06 đi. 06 này, quần số nha mọi người nhá. Hả? Chị vẫn cứ thấy chốt được đến 20 cân mà vì chị thấy số 11 nó to như thế này. Rồi Xuân đứng lên và Xuân cởi quần ra mẹ xem nào. Không cởi quần ra đi, không cởi quần ra đi. Cởi hẳn ra. Con cởi quần ra đi nha nào. Không, con mặc đấy cho mẹ được nhanh nhanh rồi mẹ cho xem. Không mặc cho xem đâu. Cởi xuống, thử cho mẹ xem nào. Rồi ok nha. Rồi 06, 60 nghìn quần số cho em 15 cân đến 20 cân cho em 06 này. Đó, cái này lên cho em 06 này.
quần sớ ngố nhá mọi người nhá, không 60.000 cho nó thuận, cho nó đặt cho nó dễ. Đây các chị nhìn thấy em mặc quần bò này trông con nít mặc quần bò rất là khỏe và nó đẹp ấy, em thấy nó đẹp lắm. 06 quần sớ 15-20 cân cho em nhá, 15-20 cân cho em 06 này đó, 06 quần suông ngố, suông ngố thì mọi người mặc tới đầu gối cho em nhá. 06 60.000 một cái, 15-20 cân em có size nha, áp dụng chia sẻ like đi mọi người. Rồi 06 kèm cân nặng cho em là có đơn này, 05 không lựa kiểu đâu các chị nhá, 05 quần sớm đấy không lựa kiểu đâu mọi người, lựa kiểu ngẫu nhiên cho em thôi nhá mọi người nhá, vì 40-50.000 cái quần em nói thật em đi nhập em không được lấy, em không được chọn kiểu luôn ấy, nên là các chị cũng thông cảm cho em nhá, vì bây giờ nó cũng hết size số rồi ấy, bây giờ còn lại size thì em phải tặng giá rẻ như vậy. Rồi 06 60.000 quần suông ngố đấy, 15-20 cân này đặt không nghe máy này chứ không phải là không gọi đâu nha. Thì bim bim không nghe máy, nhắn tin không trả lời, nhắn tin không trả lời chứ có phải là không gọi đâu, chị bim bim không nghe máy này. Rồi ok nha, đồng thủ theo đợi xíu nhá. Rồi 06 cho em đi mọi người ơi, mã số 06 60.000 một cái quần sớ luôn, chất co giãn 4 chiều, form size từ 15-20 cân em có size nhá, 15-20 cân em có size, áp dụng chia sẻ like cho em này. 06 60.000 cho em 15-20 cân cho em ạ, đẹp quá, quần rất là đẹp luôn cho em. 06 60.000 một cái thôi, quần suông ngố nhá, cái này mặc tới trên gối á, mặc ở trên gối cho em này, tầm 2-5 tuổi mang vừa cho em nhá, 3-5 tuổi. 06 cho em là có đơn nha, 60.000 một cái nha mọi người, 06 60.000 đồng cho em. Chị nào lấy 06 thì comment cho em là 06 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là ok có đơn nha các bác nhá. 06 đúng rồi, cứ comment đúng là mã hàng là 06 quần suông ngố này, cũng không lựa kéo đâu mọi người ạ. 60.000, 15 cân 3 tuổi là mang được rồi, cái này 15 cân 3 tuổi mà trang trông nó dễ thương lắm. 60.000 một cái cho em thôi nhá, 15-20 cân em có size này đó, áp dụng chia sẻ like mọi người nhá. 60.000 một cái cho em, phần sau là nó có chun mềm này, chun co giãn mềm cho các em mặc rất là thoải mái luôn nhá, không đẹp không lấy tiền luôn. Quần bò giấy này 06 60.000 cái nhá, 60.000 cho em. Rồi ok này, 06 60.000 cho em nha mọi người. Đấy, cảm rất là đẹp luôn này mọi người. Cái này mặc về áo phông rất là xinh. Rồi bây giờ em tặng áo phông cho mọi người nhá. Rồi mã số 06 á, đúng rồi, comment cho em là 06 nhá mọi người, kèm cân nặng đi. 06 kèm cân nặng size 20 cân quay đầu cho em thôi là có 60.000 nhá. Chị nhận được hàng rồi, đẹp lắm. Cảm ơn chị Hương Nguyễn nhá. Cảm ơn chị này. Đúng rồi. Quần short cho em là 06. Phạm Thị Bảo Ngân lên số điện thoại. Phạm Thị Bảo Ngân lên số thoại kìa. Phạm Thị Bảo Ngân lên số thoại đi tình yêu ơi. Phạm Thị Bảo Ngân lên số thoại. Rồi lên cho em một cái váy búp bê siêu xinh luôn. Cái con này nhà em bán trước rồi hết hot nha mọi người nhá. Mã hàng tiếp theo. Rồi các chị nào có lấy 0506 thì comment cho em mã hàng kèm cân nặng là được nha mọi người. Rồi mã số tiếp theo, lên cho em một con váy hoa cao cấp này. Chất liệu của nó là cowboy mềm, form size từ 15 cân đến 35 cân em có size cho em. Mã số cho em là 07 váy hoa cho em với giá là 109.000 một cái nhá. 109.000 một cái váy cho em, lên cho em mã số là 07 cho em này. Đó rất là xinh luôn. 07 109.000 cho em nha mọi người nhá. Ngày đi mình nhận được quần giả váy jean rồi, số là nhưng quần bị một đường thẳng màu màu vàng sát bên hông quần luôn, sao màu vàng là bị sao nhỉ? Là bị sao ta? Là nó bị lệch màu và màu lệch màu màu chỉ á. Nếu như bị hàng bị lỗi thì các chị có thể quay đầu để em đổi cho nhá, hỗ trợ đổi sai, đổi quần. Ok, không bảy đúng không? Rồi cái váy này lên cho em là 07 cho em, có phối bèo ở bên dưới rất là đẹp luôn nhá mọi người nhá, màu hồng với màu vàng rất là dễ thương. 15 cân đến 35 cân em có size nhá. 15 cân đến 35 cân em có size với giá chỉ có 109.000 một cái váy cowboy size to đùng luôn. Size đến 35 cân này 9 tuổi quay lại mang vừa cho em nhá mọi người nhá. Phần sau có dây thắt eo cho em rất là đẹp, dáng búp bê cổ sen này. Cái này là dáng búp bê cổ sen cho em rất là xinh luôn nhá. Chị Bim Bim không nghe máy. Chị có đặt lại thì đặt đi chứ nhà em đã nhắn 07 cho em nhá. Nhà em còn nhắn tin cho chị vào trên tin nhắn của chị thì xem nào. Còn nhắn tin cho chị không trả lời kìa. Rồi ok, 07 cho em nhá mọi người. Con này váy hoa này cho em là mã số 07, cổ tròn này, cổ sen cho em nhá, cổ sen có nơ này. Form size cho bé từ 15 cân này 3 tuổi trở lên, 15 cân 3, 4 tuổi trở lên là mang được rồi. 109.000 đồng cho em nhá. 109.000 cho em, mã số lên là 07 giúp em nhá. 07 kèm cân nặng và kèm số thoại cho em là có đơn. Đấy, đúng rồi. 07 lên cân nặng đi mọi người và kèm màu mình yêu thích nha. Lên cân nặng và kèm màu mình yêu thích cho em này. Đó, màu hồng với màu vàng cho em có 109.000 thôi ạ. Ở bên ngoài đang bán 250 đấy, nhà em bán tặng các chị 109.000. Ở các số khác thường thường bán cũng cao hơn nhà em rất là nhiều ấy, nhà em
cái bộ này 3 đến 5 tuổi mang vừa cho em, bộ Merchino này em tặng các bác hôm nay nhá. Bao nhiêu? 65.000 một bộ thôi. Em tặng hôm nay hết size to rồi, 65.000. Còn 20 bộ tặng 65.000. Con này lên là 08 nhá mọi người nhá. 08 này, bộ Merchino không lựa màu đâu, 65.000 nhá. 65.000 một bộ cho em 08 này. Quần váy lúc này là mã mấy nhỉ? Quần váy là 04 chị Lê Điền nhá. Quần váy là 04 á. Rồi mã số lên là 08, bộ Merchino cho em chất cotton 100% 15 cân đến 20 cân, 65.000 một bộ cho em nhé mọi người nhá. 65.000 đồng thôi ạ. 65.000 đồng giúp em. Chị nào lấy thì comment là 08 này, bộ Merchino mới nhá, hàng hot nhất luôn ấy. Hàng hot luôn nhất luôn. 08 kèm cân nặng nha mọi người nhá. Ở khoác vest mà không có. Rồi 08 nha, 65.000 một bộ thôi, 65.000. Đầm 10 con em có đầm công chúa, đầm 10 con em có đầm công chúa cũng được không? Rồi 08 cho em 65.000 này. Đó, chị nào lấy thì comment 08 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em 65.000 một bộ nhá. 65.000 đồng một bộ cho em. Sai à, chất đẹp lắm mọi người, cái này chắc cái này các chị quay giặt máy giặt thoải mái nha. Cái con gấu này không bị bong bị chóc được đâu. Quay giặt máy giặt thoải mái cho em này. Đó, cái này nó là in nhiệt nên là nó không bao giờ bị vỡ hình luôn. Đấy, em đảm bảo với các chị là không vỡ hình nhá. Chị bim bim em nói bao lần rồi là chị không nghe máy. Nhắn tin nhân viên em nhắn tin trên bếp cho chị cũng không thèm trả lời, chứ đừng có nói là gọi không nghe ấy, cứ nói là không gọi. Các chị phải để ý điện thoại chứ. Rồi ok, cái này lên là 08 cho em 65.000 một bộ nha các chị nhá. Trưa nay em đang vẫn bán 89.000 một bộ đấy. Trưa nay này vẫn bán 89.000. Bây giờ có size bé nên tặng 85.000 một bộ. À 65.000 chứ, 65.000 đồng cho em chất cotton mặc xuống cực kỳ luôn. Đó, xuống cực kỳ luôn cho em nhá mọi người nhá. Sướng cực kỳ luôn. Rồi ok, chị nào lấy 08 thì comment là 08 cho em nhá. 08 65.000. Phong size là từ 15 cân này đến 20 cân em có size nha mọi người nhá. 15 cân đến 20 cân em có size 08 giúp em nha mọi người. 65.000 một bộ nhá. Bán tặng luôn cho hết luôn. 65.000 một bộ thôi ạ. Rồi chị nào lấy thì comment là 08 kèm cân nặng cho em là được nha mọi người. 65.000 nhá. Bay công chúa còn hết rồi ạ. Ơ phải cái size số 2. Thế đâu rồi? Con thương nó ôm qua bên kia mất rồi. Tháng chi? Hôm trước lấy cho cái chỉ sĩ 15 cân nó là gì đấy hết. Bên kia bằng sai 10 cân thôi. Rồi ok, mã số tiếp theo lên cho em này. Áo không lên cân nặng đi ạ. Lên cân nặng đi mọi người. Lên cân nặng cho em nhá. Rồi lên áo không này. Mã số 09 này. Còn đỡ hơn sáng này đúng không? Rồi lên áo không cho em mã số 09 này. 09 áo phông cho em nhé mọi người nhé. Áo phông mã số 09 con này có size gì đây? Size cho bé là 15 cân đến 25 cân cho em áo phông tim và áo phông con gấu con vịt này. 15 cân đến 25 cân cho em này. Tặng nha, con nhớ không em? Hai cái kiểu này còn cộng này còn. Rồi tặng 59.000 một cái cho em nhé. 59.000 một cái cho em áo phông cao cấp cho em này. Cái phông hàng tàu nha mọi người, rất là đẹp luôn. 15 cân đến 25 cân. Mã số lên là 09 áo phông. Các chị có thể comment là hình tim hoặc là hình vịt. Được chọn màu, được chọn kiểu nha mọi người nha. Rồi cái này lên cho em này. Trời ơi, nên 09 đúng không? 09 nha mọi người nha. Cái này comment lên cho em là 09 nha mọi người nha. 09 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn 09 này. Áo không may mắn, nếu mà không ưng cái màu đấy thì gửi lại cho bên em nha. 09 nha mọi người nha. 09 kèm cân nặng cho em là có đơn 09 cho em này. 59.000 đồng một cái cho em 09 nha mọi người nha. Em nhận được đồ rồi, đẹp lắm shop ơi. Cảm ơn chị Duyên Duyên nhá. 09 được lựa màu lựa hình cho em 15 cân đến 25 cân cho em áo cotton 100% luôn. Cái này đang hot cho em đấy. Áo này này, cái hình này đang rất là hot luôn. Không bao giờ bị vỡ hình luôn nhá. 09 size 25 cân quay đầu cho em này. 59.000. Hôm trước là bán 79.000, hôm nay em tặng 59.000 cho các chị luôn nhá. Hình tim hoặc hình vịt, các chị comment hình tim hoặc hình vịt kèm màu đi nha mọi người. 09 giúp em nha mọi người. 59.000, 59.000 một áo thôi. 59.000 em tặng các bác luôn nhá. 59.000 đồng cho em. Chị nào lấy 09 thì comment cho em là 09 cho em là có đơn nha các bác nha. 09 giúp em này. Đó, rất là xinh luôn. 09 kèm cân nặng cho em là có size 17 cân à quên 15 cân đến 25 cân em có size nhá mọi người nhá. Đơn có nhân viên gọi là đi đơn rồi nha các chị nhá. Có nhân viên gọi là đi đơn rồi. Rồi ok, 09 size đến 25 cân cho em. Hộp đủ đến 32 cân nào, ok đợi em xíu nhá. Rồi chị nào lấy 09 thì comment 09 kèm màu nhá, áo con vịt cho em nha mọi người nhá. Đơn lúc chiều chưa gọi giờ dồn đơn được không? Sứ Thanh đâu má còn đơn không? Ồ cái chị này này, đây, mẹ đến lượt chị này gọi tam lần tứ lượt. Chị thứ từ ngày hôm trước thì cũng có đặt một đơn mà chị đúng. Không nghe máy. Thế xong thì em xả đơn rồi, đến ngày hôm nay thì em vẫn cho đơn cho chị gọi, vẫn không hề
nay gọi hôm nay máy đây là hôm nay không chốt nữa nhá. Chị xứng thanh không má, bây giờ không chốt đơn nữa nha, vì là gọi quá nhiều lần không nghe máy. Chị phải để ý điện thoại vào chứ. Nói chung là nhà em khách thì em coi như thượng đế thật, nhưng mà khách nào mà không hay không nghe máy thì nhà em sẽ không chốt cho nữa nha, tại vì mất thời gian lắm. Mất thời gian của cả đôi bên, mất công các chị xem live và mất công nhà em nhân viên gọi điện chốt đơn và chia hàng. Nên là em sẽ không chốt cho những chị mà không nghe máy đến lần thứ hai nhá. Đó, có chị Bim Bim và chị Sứ Thanh này này, chị Dinh Thanh Hóa Sứ Thanh ấy, em người Thanh Hóa. Nhà em đã gọi rồi, không biết các chị rồi, okay có số hay không thì nhà em không biết, nhưng mà đã gọi từ ngày hôm trước đến ngày hôm nay không nghe máy là nhà em không chốt ở đâu. Rồi, 09 cho em nhá, 59.000 đồng cho em nhá, 59.000 cho em 09 kèm màu này. Size từ 15 cân đến 25 cân em có size 09 nha mọi người nha. 15 cân đến 25 cân các chị được lựa màu lựa hình nha mọi người nhá. Lựa màu lựa hình cho em 09 kèm cân nặng cho em 59.000 một cái nhá. 59.000 đồng một cái thôi ạ. 59.000 đồng cho em nhá. 59.000 đồng cho em, mã số lên là 09 kèm cân nặng cho em là được. Áo tim hoặc là hình con vịt cho em nha. Hình tim hoặc là hình con vịt 15 cân đến 25 cân 59.000 bán tặng luôn. Ở bên ngoài các chị đang mua ít nhất là phải tầm 150 một cái áo này. Nhà em bán tặng 59.000 cho em nhá. 59.000 đồng cho em này, 09 á. Size 25 cân. Rồi ok, có size 32 cân nhưng mọi người có cả size to hơn mà. Rồi mã số lên tiếp cho em này. À, đây cái này lên cho em mã số. Tiếp theo xin chào. Rồi mã số 10 cho em này. Ôi cái áo này có ba màu đấy à. Màu đen mà. Cái này nó có màu đen mà. Mã hàng số 10 này. Rồi lên tiếp cho em nhé mọi người nhé. Đơn hồi chưa đi đơn rồi các chị. Nhân viên gọi cho đơn là đi đơn rồi. Rồi lên cho em con này mã số 10 này. Mã hàng số 10 cho em nhá. Form size này. Áo hình hai mặt cho em nhá mọi người. Áo hai mặt cho em này. Mã số 10 ạ. Form size cho bé là từ. Có gọi đâu mà gọi. Thôi tốt nhất là em không chốt cho chị Bim Bim và chị Sứ Thanh ở đâu. Tại vì cái nhân viên nhà em tin nhân viên nhà em không tin khách. Em phải thật. Em chưa có nhiều đơn đấy. Chưa nhiều đơn đâu. Đầu năm nhà em một ngày chỉ có tầm 80 đến 100 đơn. Không nhiều đơn nên những cái đơn mà không nghe máy là nó rất là nhớ. Nói thật là nhớ. Rất là nhớ. Nên là em phải chốt hai chị này nữa này. Các chị có nói cùn thì là em cũng chịu thôi. Tại vì em tin nhân viên nhà em. Đấy là thật luôn. Đấy rồi cái này lên cho em nhá. Rồi cái này lên cho em mã số là bao nhiêu? 10 cho em 79.000 áo hai mặt cho em này rất là hot luôn. Áo này đang hot lắm. Mã số 10 cho em hàng tàu nhá. Size từ 20 cân này em. Cái này từ 20 cân đúng không? 18 cân đến 35 cân à, đến 40 cân đúng không? 18 cân đến 40 cân cho em mã này lên là mã số 10 nha mọi người nha. Mã số 10 ạ. À. Cái này lên cho em 79.000 size đến tận 40-45 cân cho em này. Đó, lên cho em mã số 10 cho em nhá mọi người. Cái này là nhà em bán hàng bé gái chị nhá. Cái này là của bé gái chứ không phải của bé trai. Bé trai người ta không mặc cái hình này. Đó, cái này là của bé gái nha mọi người. Áo phông cho em mã số 10 cho em này, 79.000 một cái, size đến 40-45 cân quay đầu cho em nhá. Có màu trắng, màu đỏ, màu nâu và màu xanh cho em. Màu trắng, màu đỏ, màu nâu và màu xanh cho em. Chị nào lấy 10 thì comment cho em 10 kèm cân nặng cho em là được nha mọi người. Mã số 10 kèm cân nặng cho em. Ví dụ như một ngày mà, ví dụ như trong năm ấy, một ngày nhà em tầm 400-500 đơn ấy, thì là nếu như mà nhân viên sai sót đơn in sót thì là em còn còn chấp nhận. Ra Tết đơn ít lắm các chị, vì ra Tết bán lại được mấy đâu. Ra Tết các chị bình thường mình như em cũng vậy, mua trong năm cho con nhiều rồi thì ra Tết thì dừng mua, không mua cái gì nữa cả. Thì là đơn nó thật sự là rất là ít, ngày có 5-70 đơn, 300 đơn quay về. Nên là những cái chị mà đơn không nghe máy em rất là nhớ, nhân viên nó nhớ lắm. Đấy mà nó không có nhiều đơn không nghe máy ấy, ngày chục đơn thì là nhớ lắm. Rồi ok 10, cái này đẹp lắm, cái này rất là đẹp luôn mọi người ạ. À. Cái này em mặc một cái màu trắng đẹp ơi là đẹp luôn á. Size là 45 cân quay đầu cho em nhé mọi người. Cái này có hai mặt 79.000, size là 45 cân, mã số 10 cho em này. Kiểm tra thoải mái trước khi nhận cho em nhá. Hình in không, em cả đảm bảo với các chị là hình nhà em nhá, không bị bong, bị chóc, không bị nổ cho em. Đấy là em đảm bảo với các chị bao kiểm hàng trước khi nhận luôn này. Đó, không bị dính hình, không bị bong, không bị chóc và không bị nổ hình nhá mọi người. Rồi chị nào đã thì comment 10 cho em này. Mua cái áo này đáng đồng tiền bát gạo dã man luôn. 79.000 bằng ở bên ngoài bán 180 luôn ấy. Bên ngoài bán 180, nhà em bán có 79.000 một cái nha. Em thề các chị em bán giá này em được đúng 10.000. Được đúng 10.000 luôn. Được đúng 10.000 luôn cái áo này luôn cho em nhá. Rồi chị nào lấy 10 thì comment 10 kèm màu nhá mọi người. 10 kèm màu và kèm cân nặng cho em này. Đó, rất là xinh, mặc với quần sóc rất là đẹp, mặc quần dài rất là đẹp luôn. 10 ạ, 10 kèm cân nặng cho em màu trắng, màu đỏ này. Đó. Màu nâu tây này, hình hai mặt nha mọi người nhá. Có hai hình đó, cái sau và hình trước luôn cho em này. Có 79.000 một cái thôi. À, cái này các chị mà nhập ở bên ngoài
đẹp lắm các chị ạ, không mua hơi phí luôn. Cái đấy em về có đúng 200 áo, không có nhiều luôn á. Cái áo, áo may mặc ấy đẹp lắm. Rồi mã số đây là 11 kèm cân nặng nó các chị ơi, lên cân nặng cho em với nặng, chị mua sao may mặc lên cân nặng đi. Con này có size cho bé là từ 10 cân đến 13 cân á nha mọi người. 1 đến 3 tuổi mang được áo khoác bò, đây là mặt trước này. Đó, áo này các chị mặc ngắn ngắn một xí đi cho nó đẹp. 1 đến 3 tuổi mang vừa cho em áo, em tặng có 49.000 một cái, chất mềm lắm. 49.000 đồng cho em nhá. Áo bò em chỉ size đến còn size đến 13 cân thôi mọi người ơi, em có size đến 13 cân thôi mọi người, nhìn chất này. Thích lắm luôn, đấy hàng tàu nha mọi người. 11 ạ. Con này lên là mã số là 11 cho em nha. 11 áo khoác bò 49.000 cái. Em bán cái này lỗ vốn 40.000 luôn. Lỗ vốn 40.000 luôn. Mã số là 11 cho em nha mọi người. Mã số 11 cho em này. Đấy rất là xinh này, 3 tuổi quay lại cho em nhé. Mặc bò màu xanh ở sang thế. Xanh đẹp lắm. 11 size 10 đến 12 cân 49.000 cái nhá mọi người nhá. Chị nào lấy áo bò thì comment là 11 ạ. Áo bò là mã số 11 cho em nha. Áo bò là mã số 11 cho em. 11 size 13 cân quay lại nhá, 49.000 nha mọi người nhá. 49.000 cho em. 49.000 mã số là 11 nha mọi người ơi. Rồi mã số tiếp theo lên cho em này. Mã số tiếp theo này. Rồi lên cho em mã số tiếp theo lên cho em váy này. Váy hoa nhá. Rồi lên cho em một cái váy theo này. Váy của theo mã số tiếp theo. Mã số tiếp theo cho em váy của theo này. Con này em có size này, mã số 12, size từ 18 cân đến 35 cân cho em mã số 12 này. 12 nhá. À váy 79.000 cái. Váy này lên là mã số 12 cho em này, 79.000 cho em nhá. 79.000 cho em. Rồi cái này lên cho em mã số là 12 cho em này. Đó rất là xinh luôn. Mã số 12 79.000 đồng cho em nha mọi người. Khoác bò chỉ có size 12 cân thôi các chị ơi. Áo khoác bò chỉ có size 12 cân thôi nhá mọi người. Rồi cái này lên cho em mã số lên là 12 79.000. 12 79.000 cho em nhá. 12 79.000 là váy theo của theo ạ. Của nó là dáng cả nó là dáng suông nhá mọi người nhá. Cái này của em là dáng suông A này, từ 18 cân 4 tuổi trở lên. 15 18 cân 4 tuổi trở lên cho em đến tầm 35 cân cho em này. Rất là xinh, cái này mặc dáng giống kiểu Hàn Quốc rất là đẹp luôn. Có 79.000 một cái, nó chất thô nén đẹp lắm. 79.000 cho em mã số là 12 màu xanh này, 12 màu hồng, được lượng màu, các chị lên màu đi mọi người. 12 cho em màu vàng này, của theo nhá. Cái này của em là của theo này. Đó, mã số là 12 của theo này. 12 cho em nha mọi người. Áo bò em không còn 25 kg đâu mọi người, nghe em đọc cân nặng nha. Mọi người nghe em đọc cân nặng nha mọi người nhá. Rồi mã số là 12 kèm cân nặng cho em này, 79.000 cho em nha mọi người. Váy này đẹp quá. Đây là màu này rất là thích luôn đấy. Màu đẹp lắm, tay bồng cho em nhá mọi người nhá. Dán Hàn Quốc. Cái này các chị mặc nó hơi rộng rộng một xíu. Út tiêu lên số điện thoại đi chị ơi. Út tiêu lên số điện thoại kìa. Út tiêu lên số điện thoại nha mọi người. Chia sẻ like để không bị ẩn comment giúp em nhá mọi người nhá. Út tiêu lên số điện thoại. Rồi mã số 12 79.000 cho em nha. Quần ống rộng 10 cân không có. Mã số 12 cho em này. Màu xanh này. 12 lên cho em màu hồng này. 12 lên cho em màu vàng này. Mã số 12 cho em nhé mọi người. 3 màu 79.000 một cái. Chất là thô mềm cho em. Size từ 15-17 cân. 17 cân đến 35-37 cân cho em. Đến 35-37 cân cho em nha mọi người. Dáng suông nhá. Cái này mặc ở trên gối thì nó đẹp. Cái này mặc em thấy mặc đến gối đẹp đấy. Rồi ok. 12 kèm màu đi ạ. 12 kèm màu 79.000 một cái. Màu đẹp lắm các chị ơi. Cái màu này lên nó đẹp nối da cực kỳ luôn nhá mọi người, không kén da đâu nhá, vì là có cái củ trắng này này, có cái củ trắng này nên là nó không kén da ấy mọi người, mặc rất là sáng da luôn ấy mọi người. Quần bò size to á, quần bò size to em chỉ còn quần váy thôi. Rồi chị nào lấy thì comment cho em mã số là 12 nhá, 79.000 cho em nhá. Áo bò nhà em không có 20 kg đâu các chị ơi. Áo bò em chỉ có size đến 12 kg. Áo bò chỉ có size đến 12 kg mà. Quần váy là bao nhiêu đấy? 4. Quần váy là 04 nha mọi người nhá. Quần váy là 04 này, quần váy là không mã số 04 quần váy này, 30 cân đến 45 cân quần váy này, 69.000 đúng không? Đúng không em? 69.000 quần váy này. Mã số là 04 cho em nhá. 04 69.000 đồng quần váy nha mọi người ơi. Không lựa kiểu đâu nhá, quần váy size 30 cân đến 45 cân cho em này. Đó. 30 cân đến 45 cân quần váy là 04 nhá mọi người nhá. 04 69.000 đồng cho em. Số 04 nha, 30 cân đến 45 cân cho em,
comment 04 cho em quần váy nhá. Từ 30 cân đến 45 cân cho em có 69.000 cái quần váy hàng tàu ấy mọi người, chắc đẹp lắm. Đây chắc co lại mặc thích lắm luôn ấy. 04 nhá, quần dài hết rồi mọi người ạ. Quần dài hôm nay ra đầu năm chưa lấy được quần dài tại vì là chưa nhập được ấy. Ở bên chợ cũng chưa có mấy hàng ấy mọi người, nên ra đầu năm đang còn ít hàng lắm. 04 nhá mọi người nhá, 04 cho em này. Đó, chị nào lấy quần váy thì comment là 04 cho em có đơn. Chị nào mà đặt rồi thì thôi phải comment lại đâu nhá. Đó, không lựa kiểu nhá, 04 quần váy 69.000 một cái. Đẹp lắm, cái quần này mà rất là thích luôn. Nói chung là mặc quần bò mà cứ phải thoải mái, co giãn thì mới thích. Chứ còn mà mặc co cứng cứng bó vào người khó chịu lắm. Mình còn khó chịu nói gì bé đúng không? Nên là các chị yên tâm nhé, cái chất nhà em là rất là mềm nha mọi người nhá. Siêu mềm luôn, được kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận cho em nha mọi người. Đó, 04 30 cân đến 45 cân quần váy này 69.000 một cái nha. 69.000 một cái cho em 04 nha mọi người nhá. Rồi mã số tiếp theo lên cho em này. Chị đứng lên mà báo sai được chi? Để mày đứng lên mà báo sai thì mày chi hàng lại sai này, tao để tao bán cho này. Thank you.
kèm cân nặng đâu, các chị luôn luôn phải lên cân nặng nhá. Mã hàng nào cũng phải lên cân nặng cho em nha các chị. Đầm bé đằng sau bao nhiêu? Đầm này á chị. Đầm đằng sau 109.000 nhá. Rồi ok, chị nào lấy thì comment 14 kèm cân nặng 15 cân, 3 tuổi, quay đầu 30.000. 14 nhá, mã số 14 30.000 cho em nhá mọi người. Đó, các chị ơi đi đơn trên 100.000 đồng cho em để được gọi chốt đơn nhá. Đi đơn trên 100.000 để được gọi chốt đơn nha mọi người. Đơn lẻ dưới, ví dụ dưới 100.000, ví dụ 5-60.000 là nhà em sẽ không gọi được. Nên các chị ơi thông cảm, đi đơn trên 100.000 đồng cho em nha mọi người nha. Nhớ nha mọi người ơi. Rồi mã số tiếp theo cho em này. Lên cho em bộ, cái này lên 01 này. 01 đúng không? 01 này. Rồi lên cho em con này là 01 này. Sai sai. Rồi 20 cân đến 35 cân cho em này. Size 15 20 cân và size 30 35 cân. Rồi, cái này lên cho em mã số 01 này, 15 20 cân và 30 35 cân cho em 01 nha, 19.000 một cái áo sơ mi theo này, 01 này. Đó, con này lên cho em 01 15 cân đến 30 cân em có, 35 cân em có size. Thiết kế và nhà em là có sửa hàng ra được nên nó mới rẻ như thế này chứ bình thường các chị đi lấy buôn không có giá này đâu.
luôn ấy. Rồi chị nào lấy thì comment mã số lên là 15 1599 cho em váy tin nhá. Mã số 15 kèm cân nặng cho em từ 20 cân đến 32 cân ạ. 20 cân đến 32 cân cho em 99.000 từ 5 tuổi đến tầm 9 tuổi mang vừa. 5 đến 9 tuổi mang vừa cho em nhá, 99.000. Các chị yêu ơi, cố gắng đi đơn trên 2-3 sản phẩm trở lên để được gọi chốt đơn nha mọi người. 99.000 đồng cho em mã số này. Gọi bố đi qua để lấy sát này cho con đi. Về mà quay đi. Mã số 15 nha mọi người nhá. Tim hồng và tim vàng cho em nhá. Tim hồng và tim vàng cho em. Rồi lên tiếp cho em này. Mã số tiếp theo này. Áo tố quần còn không em? Bộ nén tặng các chị này. Rồi lên cho em bộ nén tặng các chị luôn này. Rồi mã số lên cho em là 16 này. Bộ size gì đấy? Là size 20 cân này. Đúng không? Rồi lên cho em mã số bộ 16 là bộ loan nhá mọi người. Bộ loan chất cốt tông 100% bộ bé gái nhá mọi người nhá. Bộ bé gái cho em bộ loan này. Em tặng các bác luôn này. Size 10 là 10, 17 cân nhỉ? 13 cân đến 20 cân này. 13 cân đến 20 cân. Bộ này 29.000 một bộ nhá. Mã số lên là 16 đi. 16 29.000 cho em đi. 16. Bộ này lên cho em mã số là 16 bộ loan nhá mọi người nhá. Bộ loan cho em này. Đó, quần đây ạ. Mã số là 16 cho em 29.000 một bộ thôi ạ. 29.000 cho em áo là dáng crop top nha mọi người. Size 12 cân đến 20 cân cho em nhá mọi người nhá. 12 cân đến 20 cân em có size này. Áo dạng crop top cho em mã số lên là 16 cho em đi. 16 kèm cân nặng 29.000 một bộ. Size 20 cân quay đầu 29.000 một bộ cho em mã số lên là 16 nhá mọi người nhá. 13 cân này 2 tuổi là mang được rồi. 13 cân 2 tuổi cho em đến tầm 20 cân 2 đến 4 tuổi mang vừa cho em, hoặc 2 đến 5 tuổi. Tại vì cái áo này là dáng ngắn này, các chị mặc là phải lòi cái cạp này ra cho em nhá mọi người là mới đẹp. Chứ mà mặc giấu như thế này thì lại không đẹp đâu. Đây là cái áo này là dạng crop top là phải mặc ngắn như thế này cho em này. Đó, cái áo là nó phải dơ cái cạp này ra thì mới đẹp nha mọi người nhá. Rồi 20 cân quay đầu mã số 16 cho em có 29.000 một bộ, chất cốt tông 100% luôn nhá. Đây các chị nhìn co giãn 4 chiều này, thấm hút mồ hôi cho em này. Nó rất là xinh luôn. Mã số lên là 16, 29.000, áp dụng chia sẻ like cho em. Áp dụng chia sẻ like cho em để được chốt đơn nha. Áp dụng chia sẻ like cho em để được chốt đơn. Mai à quên, có nhớ cái mã bộ này là bộ gì ạ? Rồi 29.000, mã này lên cho em nè. Rồi mã này lên cho em là 16 nha các bác ơi. Đi đơn cho em 100.000 đồng để được gọi chốt đơn nha. Đi đơn cho em 100.000 đồng để được gọi chốt đơn. Nếu như không thấy thì cứ nhập vào trẻ em đi. Nếu như mà em nhìn đúng như giá đây này. Ok, 16 nha các chị nha. Mã số 16 bộ loan đi. 16 bộ loan nhé, 29.000 một bộ nha. 29.000 cho em size 20 cân này. Rồi lên cho em bộ số này. Rồi lên tiếp cho em bộ số này. Mã số tiếp theo này. Có 30 cân đây, có 30 cân bộ số này. Mã số tiếp theo bộ số cho em là mã số 17 này. Mã số 17 cho em size từ 20 cân đến 40 cân cho em nhá. Mã số 17 cho em bộ số. Bộ số size đại nha mọi người nhá. 85.000 một bộ, bộ số này. Mã số quần váy cho em là 04 á. Quần váy là mã số 04 nha, chỉ mùa đông lạnh nhá. 04 nhá. Rồi lên cho em mã số 17 cho em bộ số theo nhá mọi người. Form size từ 20 cân đến 40 cân cho em. 85.000 một bộ cho em nhá. Size đại, thường thường là cái size to nó sẽ đắt hơn. Cái này size đến tận 40 cân là nó lệch cái bộ vừa rồi là những 20 cân liền. Nên là nó có giá là 85.000 nha các chị nhá. Bộ sớ và cái này nó là quần già, quần sớ ngố nha mọi người. Quần sớ ngố mặc trên gối cho em hoặc là qua gối, bé nào lùn lùn thì qua gối một xíu thôi. 85.000 một bộ cho em nhá. Chất cốt tông 100% cho em này. Cốt tông tàu rất là đẹp. Mã này lên cho em là mã số là 17 cho em đi. 85.000 một bộ nha mọi người nhá. 85.000 đồng cho em. Đây giá của nó đây nhá. 85.000. Mã số 17 85.000 cho em này. 85.000 đồng cho em. Mã số là 17 cho em kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn nha mọi người nha. 17 giúp em. Mã số 17 cho em nha mọi người ơi. Mười bảy kèm cân nặng 20 cân
bộ đùi ạ, có bộ đùi nha chị. 85.000 một bộ nha mọi người. 85.000 một bộ cho em. 85.000. Chị nào lấy thì comment là 17 giúp em nha mọi người nha. 17 cho em nha mọi người nhá. 17 đây, màu trắng, màu hồng, màu vàng và màu kem này. Màu vàng đẹp lắm mọi người. Màu vàng rất là nổi da luôn ấy. Em mới nhận 5 váy cho bé đẹp xuất sắc. Cảm ơn chị Trang Đào nhá. Cảm ơn chị. Rồi 17 kèm màu đi. Đây là màu nâu be này. Đây là màu nâu be này. 17 này, bộ sớ mã số 17 có size 24 cân mà. Em đọc từ 20 cân cho đến 40 cân thì là từ số 20 đến số 40 là có size hết nha. Rồi, mã số lên cho em là 17 này. Từ 20 cân đến 40 cân em có size 85.000 một bộ nha. 85.000 một bộ cho em, mã số lên là 17 cho em đi ạ. 17 kèm cân nặng cho em là có đơn nha các bác. Áp dụng chia sẻ like cho em với nha mọi người nhá. Mã số là 17 cho em này. Đó, rất là xinh luôn, 85.000 một bộ thôi. 17 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn áo rút dây rất là xinh, chất cốt tông cho em đẹp lắm, hàng theo nhá. Nhà em cái này là hàng theo nhá mọi người nhá. Đây hình theo này chứ không phải hình dán đâu. Cái này là hình theo nhá. Em thích màu vàng, nó màu vàng, nó màu trắng rất là đẹp luôn. Nói chung là trẻ con thì các chị nên mặc những cái màu sáng sáng ra một xíu thì trông nó sáng ra ấy. Đây này, hai cái màu này em thấy nó rất là đẹp này. Đó, ở bên ngoài màu đẹp lắm. Cái này là vàng nghệ nên là trông nó đẹp lắm. Rồi chị nào lấy thì comment là 17 cho em nha mọi người. 17 kèm cân nặng và kèm số thoại cho em là có đơn 17 cho em, 85.000 một bộ nha mọi người nhá. 85.000 cho em, mã số là 17 cho em nha. Vàng trắng này, nâu đen này, màu hồng này. Đó, chị nào lấy thì comment là 17 cho em, 85.000 một bộ. 20 cân đến 40 cân em có size nhá. Từ 20 cân đến 40 cân em có size nhá. Rồi chị nào lấy 17 thì comment là 17 cho em. Rồi mã số tiếp theo yếm này. Yếm này sai gì đấy? Yếm nha mọi người nhá. Đây lên yếm này. Đây dây đạn cạp này. Đây là cái khóa nhá, móc khóa trong túi nha mọi người nhá. Rồi lên yếm cho em này. 15 cân đến 30 cân cho em yếm này. Yếm dây nhá mọi người nhá. 15 cân đến 30 cân yếm dây em tặng các chị 30.000 cái luôn cho em nhá. Yếm váy á, yếm váy cho em mã số cho em là 18 đúng không? 18 30.000 áp dụng chia sẻ like với được chốt này. Mã số 18 30.000 một cái nhá. Yếm váy á, cái này là dạng yếm váy cho em nhá mọi người nhá. Phong size là 15 cân 3 tuổi đến 30 cân 6 tuổi thôi nhá. 30 cân 6 tuổi thôi mọi người nhớ nhá. Mã số yếm là 18 18-30.000 một cái, lên cân nặng cho em nhé mọi người nhé. Đây yếm này. Đó. Cái móc của nó là nằm trong túi nha các chị nhé. Cái móc khóa đây này nằm trong túi này. Đó, nên là các chị lưu ý nhé mọi người. Đây, nó cũng cài rồi, không phải rơi, không phải mất đâu mà nó nằm trong túi đấy nhá. Tôi ok, yếm này 30.000 cái cho em nhé. Mọi người có mấy cái nha mọi người? Có đúng chắc là 10 cái không? 18-30.000 cho em nhé. Gấu này quần cộc cho em rất là đẹp luôn này. Đó, cái quần này nhá.
mưa từ bị vừa thôi Yến, tốn giấy. Thôi được rồi, rồi Yến em hết rồi, dừng cho Yến nha, dừng cho Yến nha mọi người nha. Không vậy thôi. Rồi em mất nửa cuộn giấy rồi ta. Tự bán được lắm lắm. Rồi ok nha, bộ gấu cho em ạ, khối 19-89 thì một bộ size 20 cân đến 40 cân em có size nha mọi người nhá. Quần váy có 30 cân nhá. 20 cân đến 40 cân cho em này, bộ gấu mã số là 19 ạ, 19 cái màu nha mọi người. 19 này 89 như một bộ nha, màu vàng này, 19 cho em màu đen này, 19 cho em màu hồng này và 19 cho em màu trắng này. Đó, màu trắng cho em mã số lên là 19 kèm cân nặng cho em là có đơn nha mọi người nhá. 19 kèm cân nặng cho em, 89 như một bộ, 20 cân đến 40 cân em có size. Đúng rồi, 20 cân đến 40 cân em có size mã số là 19 cho em nhé mọi người. Quần có tang logo, quần có pha sườn này rất là đẹp luôn. Đó, mã số 19 các chị comment là 19 cho em đi, có 89 như một bộ thì chất cốt tông rất là đẹp luôn nha mọi người nhé. Chất cốt tông bao đẹp luôn. Rồi chị nào lấy 19 thì comment cho em là 19 kèm cân nặng là được nha mọi người nhé. 19 kèm cân nặng cho em là được, cho em 89 như một bộ các chị nhé, 89 nghìn đồng cho em. Nhẹ nhẹ thôi nhá, nhẹ nhẹ thôi nhá. Rồi ok, mã số 19 cho em nhé mọi người nhá. 19 bộ gấu là 19 cho em nhá. Rồi lên cho em một con váy nhá. Đây, váy bukuri này, mã số 20 gì đó. Rồi lên cho em một con váy bukuri đẹp lắm. Cái này rất là đẹp luôn này. Mã số lên là 20 này. Size 15 cân đến 28 cân cho em này. Mã số 20 cho em này. 109.000 một cái nhá mọi người nhá. 109.000 mã số cho em là 20. 20 109.000 đồng. Rất là xinh luôn. Mã số 20 cho em 109.000 đồng một cái này cho em nhá. 20 này. Đó, rất là đẹp luôn. 20 kèm cân nặng cho em là được. Chất liệu của nó là thô boy giá bukuri. Cái này là bukuri hàng cao cấp nha, bên ngoài bán không dưới 250. Em cam kết với chị là bên ngoài bán không dưới 250 luôn. Nhà em là hàng thiết kế cao cấp nha mọi người, chứ không phải là hàng bình thường đâu nha mọi người nhá. Không phải hàng chợ đâu, nên là chất nó đẹp lắm. Các chị được kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận luôn cho em. 109.000 một cái cho em váy này, mã số cho em là 20, size 15 cân đến 30 cân em có size nha các chị nha. Ở phần trước là có cúc này, các chị mở phần trước để mặc cho em nha, tại vì phần sau nó sẽ không phối khóa nữa. Phần trước là có cúc thần nha mọi người nhá. Cái này là cúc thần này, rất là đẹp và sang cho em. Đó, cái này rất là đẹp luôn nha mọi người. Chị nào lấy thì comment cho em, cái này lên là 20 ạ, 109.000 một cái thôi nha. 15 cân đến 30 cân cho em, tầm 4 đến 8 tuổi mang được cho em con này. Dáng của nó là dáng baby doll Hàn Quốc, rất là đẹp. Đẹp lắm, cái váy này mặc vào như thể hàng, nói chung mặc vào là nhìn người ta tưởng thấy váy 300.000 một cái ấy. Giống hàng tàu cực kỳ luôn. 109.000 mã số 20 cho em nhá các chị nhá. 20 kèm cân nặng cho em, 15 cân đến 30 cân cho em, 4 đến 8 tuổi mang vừa. 4 đến 8 tuổi mang vừa cho em, 109.000 một cái thôi nhá mọi người. Mã số này lên là 20 váy sọc cao cấp cho em nha mọi người nhá. 20 váy sọc cao cấp cho em. 20 kèm cân nặng cho em là ok có đơn nhá. 20 kèm cân nặng cho em là có đơn cho em. Chị nào lấy 20 thì comment là 20 là chấm bài lên cho em nha các chị ơi. Bố chị lên cho em xin một lượt chấm bài nha mọi người nhá. Chia sẻ like cho em nhá. 20 kèm cân nặng là được, là có đơn cho em. 109.000 đồng cho em, size 15 cân đến 30 cân có size nhá. 15 cân đến 30 cân có size. Rồi cái máy này quần váy là có phong bố nha mọi người. Quần váy là phong bố đúng không em? Quần váy là phong bố đây ạ. Đây nhá, quần váy là size 30 cân đến 45 cân, 69.000 quần váy. Chị nào đặt rồi thì thôi, không phải comment lại quần váy đâu nhá. Chị nào đặt rồi thì thôi, không phải đặt lại đâu nhá. Mã số là 0404 này, 69.000 quần váy nhá. 04 size 30 cân đến 45 cân cho em. Đó, 04 nhá mọi người. Chị nào lấy không mới rồi nữa. Rồi ok, 04 nha mọi người, 04 kèm cân nặng quần váy cho em nhá. 04 kèm cân nặng size 30 cân trở lên nhá. Cái này em có size từ 30 cân đến 45 cân, 30 cân 5 tuổi trở lên cho em 04 nhá. Không lựa kiểu đâu, 04 69.000 cho em quần váy này. Áp dụng chia sẻ
hai vàng bi hay là vàng gì? Rồi ok nhá, hay vàng trơn đấy. Không bốn quần váy nhá. Rồi lên cho em một cái váy cotton tông này. Rồi váy này có size 10 cân đến 15 cân, cho em mã số cho em là 21 này. Mã số 21 39.000 cái nhá. 39.000 mã số lên là 21 cho em đi. 21 cho em 39.000 đồng cho em này. Váy theo cao cấp cho em 39.000, mã số 21 cho em. 21 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn nhá mọi người nhá. Vàng trơn ok nhá. Rồi ok nhá, mã số 21 váy theo này. 39.000 một cá size 15 cân 3 tuổi cho em nhá. 15 cân 3 tuổi cho em này, 2-3 tuổi mang vừa cho em váy này. Mã số cho em là 21, 39.000 một cá nha mọi người. 39.000 một cá cho em, mã số lên là 21, kèm cân nặng và kèm số thoại cho em là có đơn nha mọi người. 39.000 cho em, 39.000 đồng cho em. Một cái cốt tông rất là đẹp ạ. Cái phần trước này là theo nha, phần trước này toàn bộ này là theo nhá. 21 size 15 cân 3 tuổi mang vừa cho em. 15 cân 3 tuổi mang vừa, 39.000 nha mọi người. 39.000, áp dụng chia sẻ like cho em nè. Áp dụng chia sẻ like cho em để được chốt đơn nhé mọi người. Mã số 21, 39.000 cho em nhé mọi người nhé. Đẹp lắm, cái này váy cốt tông rất là đẹp luôn ấy. Không lượn màu đâu mọi người nha, 39.000. Mã số là 21 cho em, kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em nhé. Kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em này. 39.000 một cái, 39.000 đồng một cái cho em. 21 ạ, mã số là 21 cho em nha. 21 cho em này, đó, rất là xinh luôn. 21, 39.000 cho em. Rồi ok, lên quần short bé trai nhé mọi người nhá. Em còn tầm 10 cái quần short bé trai để em tặng các chị này. Size 15 cân đến 30 cân cho em này, 59.000 một cái nhá. 59.000 một hả? 22. Mã số cho em là 22 nha mọi người nhá. Mã số cho em là 22 này, 59.000 một quần bé trai. Cái này là quần short bé trai nha mọi người nhá. Quần short bé trai cho em mã số lên là 22 đi. 59.000 cho em nhá. Thì chị sẽ quyết định là chị sale hết cái bộ kia. Và em nhớ là mang cái trên kia xuống. Đừng để cho nó đánh đu cái đấy. Và trong cái thùng này có cái gì không? Ta bông thể trang. Rồi, bông thể trang thì được, cứ để đấy để dùng dần. Ok nha, mã số 22 này. 59.000 cho em nhé, một 15 cân đến 30 cân lên cân nặng thì mọi người chắc co giãn 4 chiều cho em còn có mấy cái thôi ạ. Em còn có mấy cái thôi nhé mọi người ơi, 250 bây giờ xem 59.000 mã số 22 này. Đẹp lắm, không được thiếu đâu mọi người nhá. Không được thiếu đâu, em còn có 10 cái thôi. 22 quần bé trai nhá mọi người. 15 cân đến 30 cân, cái này là bị lỗi là do con em nó viết vào chứ cái này em không gửi cho khách đâu nhá. Mọi người yên tâm nhá. Được kiểm tra thoải mái trước khi nhận. Rồi chị nào lấy thì comment là 22 quần sóc bò bé trai. Quần sóc bò bé trai cho em. Quần sóc bò bé trai nha mọi người nhá. Quần sóc bò bé trai mã số 22, 59.000 một cái cho em nhá. 59.000 đồng cho em size 15 cân đến 30 cân em có size này. Đó, 15 cân đến 30 cân em có size nhá. Thì nào đấy thì comment là 22 đi. 22 nha mọi người ơi. 22, 59.000 nhá. Mã số 23 này. Em có vài cái thôi.
hay ba tặng cho mọi người nha. Rồi 23 nha mọi người nhá. Có size 18 cho đến 25 các thưa chị. Rồi ok này. Mã số tiếp theo đây cho em váy hoa này. Cái hoa thu bò, cái hoa theo đây, đặt cái theo để cho chị xem nào. Đây cái cổ theo này. Mã số 12 7. Nó lên là 12 này. Mã số 12 size 18 cân đến 35 cân, mã số 12 79.000 nha mọi người nhá. 12 79.000 cho em này. Con này lên là mã số là 12 79.000 cho em. 79.000. Con size là 17 cân đến 35 cân nha mọi người nhá. Cổ thêu trắng rất là đẹp luôn. Mã số 12. Đây con này là mã số 12 này. 79.000. 35 cân quay đầu nha. 35 cân quay đầu cho em. 12 kèm cân nặng cho em. 35 cân quay đầu cho em nhá. 79.000 này. 79.000. Mã số là 12 nhá. 23 hết rồi, 23 hết nha, 23 là quần suông dài không phải suông ngố đâu, 23 hết rồi. Rồi bây giờ chốt cho em con này là 12 nhé mọi người, dáng suông 79.000, size 35 cân quay đầu cho em này. Phần trên vẫn chít ngực nhá, phần trên của em là vẫn chít ngực đấy, vẫn có chít ngực cho em này, dáng A cho em chất thô nến rất là mềm, đây thô nến mềm thấm hút mồ hôi cho em nhá. Mã số cho em là 12 đi, 12 nha mọi người, màu xanh, màu hồng, màu vàng này. Mấy vụ rồi? Hai vụ chưa? Chị số lượng rất là ít nên là các chị đặt dư mã ra.
con mang cái xe này về luôn đi. 24 109 nhá. 24 ạ. Bút riêng lên rồi nè, bút riêng là bao nhiêu đây? Bút riêng là trắng đấy. 20. Rồi mã số 20 nhá. Con này lên cho em là mã số 20 nhá mọi người. Mã số 20 con này này. Size cho bé là từ 15 cân đến 30 cân. Mã số 20, 109 nghìn luôn. Con này váy bút đi cao cấp, mã số là 20 nhá. 20. Các chị comment đúng mã số nha mọi người nhá. 24 ok. Các chị nhớ là phải comment đúng mã số cho em với nhá. Không có nhầm mã số là nhầm hàng. Rồi cái này lên cho em mã số lên là 20 này. Đó, 20 cho em 109.000 đồng nha. 109.000. Form size cho bé là từ 15 cân đến 30 cân. Em có size này 4 đến 8 tuổi mang vừa cho em. Phần trước là bổ phúc, ở phần trước là mặc ở phần trước luôn nha mọi người nhá. Cái này bổ phúc là mặc luôn ấy. Em rất là xinh luôn. Rồi chị nào lấy thì comment là 20 cho em con này. 109.000 cho em mã số 20 nhá. 20 ạ, đẹp lắm, cái váy này đẹp lắm các chị ạ. 30 cân quay đầu cho em hàng cao cấp này. 109.000 một cái thôi. 109.000 cho em nhá. Bán cái váy này được đúng 10.000. Bán tất cả các bạn có thể đúng 10.000. Thôi con chỉ cần mang cái đây về.
Rồi lên quần shop cho em này. Quần shop mã số 05 10 cân đến 20 cân cho em quần shop 05 50 nghìn này. Rồi ok, quần shop 50 nghìn cho em 10 cân đến 18 cân cho em 05 nhá. Quần shop 50 nghìn cho em này. Đó, quần shop bò cho em nhá. 50 nghìn một cái 10 cân đến 20 cân cho em 05 50 nghìn cho em này. Đó, quần shop lên là 05 cho em nhá mọi người. Quần sóc lên cho em là mã số là 05 cho em. Đó, quần sóc bò rất là mềm luôn nha mọi người nhá. Quần sóc bò rất là mềm luôn cho em 0550.000. 0550.000 cho em nhá. Nó rất là xinh. 0550.000 đồng. 50.000 đồng chỉ là lấy 05 thì comment cho em là 05 kèm cân nặng cho em là có đơn. Quần sóc 05 comment 05 nào. 10 cân đến 20 cân em có size nhá mọi người nhá. 10 cân đến 20 cân em có size không lượng kiểu đâu. 50.000 cái quần sóc bò rất là mềm luôn, bò giấy nhá. 05 đi comment cho em là 05 kèm cân nặng cho em là được. 05 kèm cân nặng cho em 50.000 cái. Mỗi đâu 50.000 cái quần co giãn 4 chiều luôn á. Bà rất là thích luôn nhá. Quần ngố hôm nay còn không em? Quần ngố bò còn không? Đâu có kiểu đâu. Đây xuống ngố á. Ok nha, chị nào lấy thì comment là 05 50.000 cho em nhé mọi người nha. Size 20 cân quay lại thôi. 20 cân quay lại cho em 05 50.000 một quần nha.
Trương lên số thoại kìa. Chị Lan Nguyễn và chị Lan Lan Trương lên số thoại cho em. Đồ bé trai em không có á. Đồ bé trai em không có các chị ạ. Tôi mã số tiếp theo cho em này. Váy Burberry này. Đồ len cho em Burberry 15 cân đến 18 cân. Nhà em sao mà ổn thế. Đồ len cho em bạn. Chưa lên số điện thoại đi chị ơi. Đồ len váy Burberry cho em này 69 cái một cái cho em nhá. Mã số lên cho em là 27 nhá. Mã số 27 là chị Lan Lan Trương lên số điện thoại đi kìa. Lan Lan Trương lên số điện thoại đi 06 hết 28 cân rồi. Loan Nguyễn và Lan Lan Trương lên số thoại. Rồi mã số 27 size 15 cân đến 17 cân cho em này. 15 đến 17 cân 3-4 tuổi cho em váy xong 69.000 nha mọi người nhá. 69.000 đồng cho em. 69.000 đồng cho em ạ. Chị nào lấy thì comment cho em mã số cho em là 0... À quên, mã số 27 cho em nhá. Mã số là 27 cho em đi. Đúng rồi, 27 này, 69.000 một cái thôi nhá. 69.000 đồng Burberry cao cấp cho em mã số 27 cho em. Cái gì? Mã số 27 giúp em nha. 15 cân đến 10 là 17 cân ạ. 15 đến 17, 18 cân. Quay đầu cho em 3-4 tuổi mang được cho em váy xong Burberry này. Phần sau có dây thắt đâu nhé. 69 nghìn một cái cho em. Mã số 27 này. 27, 69 nghìn cho em nhé. Thanh lý lỗ luôn đấy. Đây cái này hàng 108, 200. Bây giờ tặng 69 nghìn một cái thôi. 69 nghìn mã số là 27 cho em nha mọi người. 27 váy xong cho em nhé. Bộ nơ liền này. Cái này phần này là cổ liền luôn nhé mọi người nhé. Cổ liền luôn. Mã số là 27 cho em đi. 27 kèm cân nặng cho em là được. Mã số 27 kèm cân nặng cho em nhé mọi người. 27 cho em nha. Đầm hồng cổ vuông á. Mà theo theo á. Mà theo cổ á chị đúng không. Đấy 20 cân có mà. Đấy 20 cân em có đấy. Ở đây. Cái này là 07 đúng không em. Rồi mã này là 07 cho em này, 15 cân đến 30 cân này, à 35 cân này. Mã số 07 cho em 109.000 cho em con này là 07 này. Cổ vuông theo còn đấy. Ờ, bây giờ tính nhá. Nhiều nguyên á. Chịu lại, chị để im lặng đi dùng, tao chả nghe máy nữa. Tao đi viết tại 30 cục quả như hơn 20 cục quả nhỡ. Toàn cổ bị cá không. Ok, cái này là 07 cho em nha mọi người ơi. Váy cổ sen này, váy búp bê cho em mã số là 07 cho em này. 07 cho em size cho bé từ 15 cân đến 35 cân. Em có size 07 109.000 nha. Chất thô bo rất là mềm luôn. Mã số 07 cho em. 07 cho em này, đó. Tay bồng cho em rất là xinh luôn nha mọi người nhá. Tay bồng cổ vuông, à, tay bồng cổ sen này. Chất liệu của nó là thô bo mềm. Mã số là 07, hai màu rất là xinh. 07 109.000 một cái nha. 15 cân đến 35 cân em có size nhá. 15 cân đến 35 cân em có size. Ở sang tuần ở mình còn có yếu ấy thì chết. Nhưng mà đi chỉ có ra đồ áo ấm thì thôi lạnh lắm. Nếu mua một quái chủ thì cũng thư hoặc quái chủ được. Sớm cho em khởi đi trường ạ. Chết rồi, nặng lắm. Phải thắng thư nó có tuy. Chết thì chết. Phải nhìn bữa chứ. Nhỏ lên trường thấy. Rồi ok nha, 07 ạ. Đúng rồi, comment xem là 07 cho em nha mọi người nha. 07 cho em nha. 109.000 cho em nha mọi người nhá. Đúng rồi. Thiên Bình cổ vuông theo là mã số bao nhiêu em kìa? 12. Cổ vuông theo là mã số 12 chị Thiên Bình nhá. Chị lên số điện thoại. Chị lên số điện thoại và mã số lên 12 kèm số thoại cho em nhá chị Thiên Bình. Rồi cái này đây là 07 109.000 cho em, hồng và vàng cho em này. Đó đẹp lắm, cái váy này rất là sang. Màu rất là đẹp luôn cho em nhá, đây mặt sau này. Form size là 15 cân 3 tuổi cho em, 15 cân 3-4 tuổi cho em nhá. 15 cân 4 tuổi cho em đến tầm 35 cân. 35 cân 9 tuổi quay lại cho em váy này. Đó, rất là xinh, ở bên dưới có đáp màu rất là đẹp luôn nhá mọi người. Chị nào lấy thì comment là 07 cho em ạ. 07 109.000 nhá. 07 109.000. Thiên Bình lên số thoại chị. Thiên Bình lên số thoại đi. Còn cái này là mã số 12 đúng không em? Cổ theo là mã số 12 này. Mã số 12 cổ theo này. Form size là 18, 17 cân đến 35 cân. Mã số 12, con này là 12 này. Sáng A nhá. 12, 7,
chiến lược nha mọi người. Phần trên là chiến lược cho em mã số 12 nhá. Con này là 12, chỉ là rồi thì thôi. Tay bồng cho em này. Tay bồng cho em mã số 12 cho em nha mọi người ơi. 12 cho em với giá là 79.000 nha mọi người nhá. 79.000 cho em. 79.000. Form size là từ 17 cân đến 35 cân em có size nhá mọi người. Mã số là 12 của theo đây mặt sau này. Cái này đẹp lắm. Màu rất là tươi ạ. Cái đẹp còn ít thì em sale luôn. Mã số là 12 cho em đi. 12 nhá. Mã số là 12 cho em nhá mọi người. Rồi, lên áo sơ mi này. Thank you.
nha mọi người, đúng rồi, lên cho em áo hai mặt cho em là số 10 này. Size 20 cân đến 45 cân em có size nhá, mã số 10 cho em ạ. Màu xanh, màu đỏ này, màu nâu tây này và màu trắng này. Cái này đẹp lắm mọi người ạ. Cái này rất là đẹp luôn. Mã số 10 nha mọi người, hai mặt liền nhá. Đấy, cái này nhà em hình thì các chị quay dọc máy giặt thoải mái, không bong chóc được. Mã số 10 79 nghìn cho em nhé mọi người nhá. Kèm màu đi, mã số 10 kèm màu đi. 10 kèm màu cho em áo sơ mi, còn mấy cái này em tặng luôn áo sơ. Quần bom này, mã số mấy đây em? Đặt quần bom đi. Đặt mã số đi. Mã số 28 quần bom này. Mã số 28 quần bom này. Thôi phải tranh thủ đi đi, nếu như nhà cô Nguyệt mà chưa đi thì mình đi trước nhá. Tranh thủ đi đi, không có là nhà chị sang tháng nhà chị bắt đầu làm đấy rồi, bận lắm. Sợ cô Nguyệt chưa sợ. Tôi hôm nay chị đi xem rồi. Là đầu tuần tầm mùng 4 đến mùng 6 tháng 2 rồi. Ok, mã số quần bom này, quần bom này. Mã số mấy nhá? Hay mấy ấy? Mã số 28 nha mọi người nhá. Quần bom dáng ngố cho em này, tặng các chị 65 nghìn cái thôi, size 25 cân đến 45 cân cho em này. 25 cân đến 45 cân chất u mì co giãn cho em nhá, 65 nghìn cái. 65 nghìn đồng cho em, mã số cho em là mã số 28 nha mọi người nhá. Mã số 28 cho em là có đơn này. 28 nhá. Mã số 28 cho em ạ, size 25 cân đến 45 cân cho em này, quần u mì cho dáng ngố cho em này. Cái chi? Lên đồ, lên đồ. Nặng lắm. Nặng lắm. Zin vải em hết rồi, zin vải em hết rồi nha các chị ơi. Cái này lên mã số 28, 65 nghìn cái nha mọi người nhá. 65 nghìn cho em này. Rồi mã số 29 này. Mã số tiếp theo này. Mã số 29 này. Mã số 29 cho em áo sơ mi này, size 15 cân đến 20 cân cho em áo sơ mi tặng 45 nghìn cái này. Hôm nay còn size bé thế à? Rồi cái này lên cho em mã số cho em là 29 đúng không? Mã số 29 này, 29 45 nghìn cái cho em sơ mi theo nhá mọi người nhá. Sơ mi theo nhá mọi người nhá. Chị nào lấy thì comment cho em mã số lên là 29 á, sơ mi theo. Em nhịp tìm có ra không? Hình ở hình hay xem có chữ bộ loa cam. Đúng rồi. Rồi ok, mã số 29 size 20 cân. Hay là thế không? Thế mà tao bán bao nhiêu mày? Ok, mã số 28 đúng không? Áo sơ mi đúng không em? Áo sơ mi đúng không? Hai mấy không? Áo sơ mi là mã số 29 các chị ơi, xin lỗi mọi người. Quần bom là 28, còn áo sơ mi là 29 nha mọi người. Chị nào comment đầm thì comment lại cho em với nhá. Áo sơ mi là 29 nha mọi người ơi, 29 nhá. Áo sơ mi là mã số 29, còn quần bom đen đấy là mã số 28 á. Áo sơ mi này, cái này bây giờ không lựa mẫu được kiểu đâu mọi người nhá. Em tặng áo sơ mi với giá là 45.000 một cái thôi ạ. 45.000 cho em nhá. Form size là từ 15 cân đến 20 hay 22 cân quay đầu cho em này. Chị nào lấy thì comment cho em mã số lên là 29 áo sơ mi nhá, 45 nghìn một cái này. Đó rất là đẹp luôn nhá, 29 á. 29 nha mọi người, áo sơ mi là mã số 29 đúng rồi, 45 nghìn một cái. Các chị đi đơn trên 100 nghìn đồng cho em để được gọi chốt đơn nhá mọi người nhá. Đi đơn trên 100 nghìn đồng để được gọi chốt đơn. Cái áo này của nó là dáng suông ngắn này, không cần sơ vin đâu mọi người nhá. Cái này là dáng baby doll này, áo sơ mi dáng baby doll này, các chị không cần sơ vin, mặc ngắn một xíu thôi mới đẹp. Đầm vàng ở sau là mã số 07109 nghìn nhá. Mã số 29 45 nghìn đồng cho em này. Tặng 45 nghìn một cái thôi. Mã số sơ mi nhá mọi người nhá. Sơ mi này, sơ mi là 29 á, 45 nghìn cái. Trời ơi chất thô bo đẹp lắm, hàng theo nhá mọi người nhá. Nhà em là hàng theo nhá mọi người nhá. Hàng theo cho em. Đó, hàng theo nhá mọi người. Size 20 22 cân quay đầu thôi. 20 22 cân quay đầu cho em. Chị nào lấy thì comment 20 22 tầm 3 đến 6 tuổi mang được cho em nhá. Mã số 29, 29 áo sơ mi của 45 nghìn cái rẻ vãi đái luôn mọi người. Ui rẻ lắm, mà nó đẹp lắm chứ. Đây đẹp lắm, em còn ít em sale ấy. 45 nghìn chứ bình thường cái này nhập vào là 85 nghìn rồi á. Rồi chị nào lấy áo sơ mi thì comment cho em sơ mi là mã số 29 nhé mọi người nhá. Mã số 29 cho em áo sơ mi nhá.
rồi, mã số 30, 12 cân đến 17 cân nhá. Mã số 30 nhá. Mã số 30 cho em này, 15 cân đến 17 cân, 2 đến 4 tuổi mang vừa cho em bộ này nhá. Tặng các chị 39.000 một bộ luôn này, mã số 30 đi. 30 39.000 cho em nhá mọi người, bộ Bukri nhá. Quần của nó là quần bom 2 đến 4 tuổi mang được, 12 cân đến 17 cân. 12 đến 17 cân mã số 30 đi. Mã số 30. Áo sơ mi em không có 30 cân đâu chị Trang Thùy nhá. Sơ mi không có 30 cân đâu ạ. Sơ mi chỉ có size đến 22 cân, 20 đến 22 cân tầm 5 tuổi quay lại thôi nhá. Rồi ok này. Mã số 30 cho em này. Mã số 30 cho em. Mã số 30 cho em bộ nha mọi người nhá. Bộ này size 17 cân 4 tuổi quay lại cho em này. 17 cân 12 đến 17 cân tầm 4 tuổi cho em nhá mọi người. 2 đến 4 tuổi mang vừa cho em, mã số 30 39.000 một bộ thôi. Em còn mấy bộ em tặng. 39.000 nhá mọi người nhá. 39.000 một bộ. 39.000 cho em, mã số 30 nha. Bộ Bukhari này. Đó, bộ Bukhari mã số 30. Áo giấu quần nhá, áo giấu quần nhá. Rồi lên phông giấu quần này. Mã số 31 này, còn size gì 15-20 cân này. Mã số 31 này. 31 áo phông giấu quần 15 cân đến 20 cân cho em nha. 4 đến 6 tuổi cho em. Mã số lên là 31 cho em, áo phông giấu quần này 30.000 cái nha mọi người nhá. Áo phông giấu quần mã số lên là 31 đi. 31 này, 30.000 cái nhá. Mã số 31, 30.000 cái cho em. Lên liên hồi thì dậy. Rồi, ok nha. Rồi, chị nào lại thì comment cho em nhá. Áo sơ mi từ Tết mà cách ly không mua được rồi, hết size. Hết size rồi, đúng rồi. Trong Tết nhà em nhiều size. Trên đường về vẫn được đi du ăn đi ăn Tết quay vòng quanh trái đất. Ba đâu liền á. Rồi ok nha, cái này là 31-30.000 cho em nhá, size 20 cân nhưng mà tầm 5 tuổi quay lại với các chị nha. 4 đến 5 tuổi mang vừa, áo giấu quần nhá, áo giấu quần nhá mọi người. Nói chung là mặc nó dài dài một xíu ấy, em sử dụng mặc nó giấu cái quần đùi này, áo giấu quần này đó. Áo giấu quần 15 cân đến 20 cân. Trời ơi, mã số 31, 30.000 một cái. Còn có mấy cái em tặng 30.000 một cái nhá. 31 ấy. Mã số là 31 cho em nhé mọi người.
nha, 32 nhá, và số 32 cho em nhá. Áo dạ đẹp mà chỉ còn size 25 cân thôi các chị, 25 cân tầm 7 tuổi thôi. Áo thun, áo 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 phông, áo ok, áo phông này, áo phông hình này. Rồi lên cho em phông hình mã số 33, cái áo đấy đẹp lắm luôn á, em nói thật các chị là em bán em tích cực. Bán đi cái đấy đi. Nó đẹp kinh khủng luôn á. Mã số lên tiếp này. Ba mấy đây? 33 này, áo phông hình cho em này. Áo phông hình nha mọi người nhá. Form size là từ 20 cân đến 45 cân cho em áo phông này. 32 199.000 đồng cho em hàng tàu nha chị nhá. 199.000 32 hàng đông ở trong năm ngoái đang còn đấy, em còn đúng 4 cái thôi. Mà nó đẹp lắm các chị, nhận cái áo các chị không nghĩ là một nấy tiền luôn á mọi người. Áo dạ. Dạ lông. Em nghĩ là dạ lông rồi. Sướng. Bình thường áo dạ của mình nó cứng hết, nhưng mà cái dạ này của em nó mềm nhũn luôn. Dạ lông mà nó mềm lắm, mềm mà còn ấm đấy chứ, phù hợp với thời tiết chuẩn bị 8-10 độ. Ok nha. Nguyễn Hiền có 32 ok, 25 cân này. Rồi ok, chị nào lấy 32 thì comment 32 nhá. Rồi cái này lên cho em này, mã số là 33 cho em áo phông, áo phông hình cho em hình ngẫu nhiên nhá mọi người nhá. Hình ngẫu nhiên này, size cho bé là từ 20 cân đến 45 cân áo phông cho em này. Bao nhiêu? 79.000 một cái nhá mọi người nhá. 79.000. 79.000 cho em nhá. 79.000 cho em, mã số lên là 33 đi. 33 nha, 79.000. Mã số 33 79.000. Nếu mà không ai mua áo dạ đấy là cho cháu một cái. Cái áo dạ không, áo phao lông hôm trước là cho cháu rồi đấy, cho một cháu rồi. Mai ừ, chị Mai đó, chị Hà Mai đó, chị đó, chị nhà bác chị đó. Cho em hàng dạ lông đi, cho em hàng dạ lông đi là sao? Cái dạ lông này, lên các chị có lên cân nặng đi. Áo dài 4 tà cho bé 34, áo dài 4 tà 34 cân em hết rồi chị ạ. Rồi áo phông này cho em với giá là 79.000 nha mọi người nhá. Áo phông 79.000 có nhiều màu nhiều hình lắm, nó có rất là nhiều màu nhiều hình luôn. Nhiều màu nhiều hình, cái đấy chị không thu tiền là cái đơn của chị không thu tiền. Rồi ok, áo phông hình cho em nha, 79.000 một cái, size là 45 cân cho em nhá mọi người nhá. 45 cân quay đầu cho em, 45 cân quay đầu cho em, 20 cân đến 45 cân cho em nha mọi người nhá. 20 cân đến 45 cân. Cho em nhập vào là 300.000 nha mọi người.
mã số này là 35 cho em, size 15 đến 18 cân nha mọi người. 4 tuổi cho em, 4 đến 5 tuổi đấy nhỉ. Cái này 5 tuổi đấy, 18 cân 5 tuổi quay đầu cho em nhá. 18 cân 5 tuổi quay đầu áo bắc ca lông nhá mọi người nhá. Mã số cho em là 35 120. 120 cho em hàng tàu nhá. Hàng tàu hẳn hoi luôn đấy. Đấy. Các cái hàng đông nhà em ngày trước bán toàn hàng tàu hết, nhưng mà bị sót đấy, bị sót trong năm đang còn. 15 cân đến 18 cân cho em, 4 đến 5 tuổi mang vừa. 4 đến 5 tuổi mang vừa bắc ca lông cho em với giá là 120 cái thôi. Các chị sờ cứ, ví dụ như các chị không mua thử đi, mua thử về xong kiểm hàng cho em này. Đã biết hàng hàng cao cấp liền. Sờ là biết hàng cao cấp liền. 120 cái nhá, 15 đến 18 cân. Sao ngu quá không biết được. Mẹ chồng với người dân chơi.